cuộc sống hạnh phúc. Bí quyết ngủ ngon lành trong 2 phút của Lân Mỹ, 96% người thành công sau 6 tuần áp dụng. Dù đã áp dụng mọi cách để nhanh chóng có được giấc ngủ ngon, nhưng bạn vẫn không thể nào chợp mắt được. Hãy tham khảo bí quyết ngủ ngon lành trong 2 phút của Lân Mỹ. Chỉ những ai bị khó ngủ, luôn rơi vào tình trạng trằn trọc và lăn lộn hàng giờ trên giường mà vẫn không thể nào chợp mắt nổi, mới thấu hiểu được sự khó chịu và mệt mỏi trong người. Và căn bệnh khó ngủ, mất ngủ ảnh hưởng đến 1/3 đàn ông và phụ nữ trong độ tuổi 30 đến 40 và gần 1/2 phụ nữ trên 65 tuổi trên toàn thế giới. Theo một nghiên cứu đăng trên tạp chí Sleep, những người mắc chứng mất ngủ, ngủ ít hơn 8 tiếng mỗi đêm thường có xu hướng phát triển các triệu chứng của bệnh trầm cảm và lo lắng nhiều hơn gấp 10 lần so với những người không có vấn đề về giấc ngủ. Và tình trạng thiếu ngủ kinh niên có liên quan đến các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như tiểu đường, tim mạch và đột quỵ, và thậm chí còn gây ảnh hưởng đến cấu trúc não bộ. Dù đã áp dụng các cách để nhanh chóng có được giấc ngủ ngon như tắt hết đèn, đi ngủ trước 11 giờ đêm, không dùng thiết bị điện tử, không suy nghĩ linh tinh, thực hiện kỹ thuật thở 4, 7, 8 của tiến sĩ người Mỹ Andrew, v.v. nhưng bạn vẫn không thể nào ngủ được, hãy tham khảo bí quyết của Lân Mỹ. Mới đây, một cuốn sách mang tên Relax and Win, Championship Performance, Thư giãn và chiến thắng, phong độ nhà vô địch của tác giả Winter đã giới thiệu về một phương pháp ru ngủ đảm bảo sẽ giúp bạn rơi vào giấc ngủ trong 2 phút của quân đội Mỹ. Cuốn sách được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1981, nhưng gần đây, phương pháp ngủ này được lan truyền rầm rộ trên mạng xã hội. Bí quyết này giúp các phi công tránh sai sót trên chiến trường do thiếu ngủ và mệt mỏi. Theo khảo sát, phương pháp này đạt tỷ lệ thành công tới 96% sau 6 tuần thực hành. Đó là sự kết hợp giữa việc thư giãn cơ bắp, kỹ thuật thở và hình dung. Tác giả cuốn sách cho biết, không chỉ được áp dụng cho binh lính, những người bình thường bị chứng khó ngủ cũng có thể học theo kỹ thuật này để giảm nguy cơ mắc các bệnh tiểu đường loại 2, bệnh tim và không thể tập trung do thiếu ngủ. Cách thực hiện. Thứ nhất, thả lỏng các cơ trên mặt, bao gồm lưới, hàm và các cơ xung quanh mắt. Thứ hai, buông thõng đôi vai thấp nhất có thể, rồi đến cổ, cánh tay trên và cẳng tay từng bên một. Thứ ba, thở ra, thả lỏng phần ngực và cuối cùng là thả lỏng phần chân. Tốt nhất là bắt đầu với phần đùi, tiếp đến là phần chân bên dưới. Thứ tư, bạn nên thư giãn toàn bộ cơ thể trong 10 giây để xóa sạch suy nghĩ trong đầu ngay lập tức. Tác giả cuốn sách gợi ý 3 cách để làm sạch suy nghĩ như sau. Hãy tưởng tượng mình đang nằm trên một chiếc cano trên một hồ nước êm ả, không có gì ngoài bầu trời xanh. Hoặc bạn có thể hình dung mình nằm trên một chiếc võng màu đen tuyền ở trong một căn phòng tối đen. Và cuối cùng, bạn lặp đi lặp lại câu đừng suy nghĩ, đừng suy nghĩ, đừng suy nghĩ liên tục trong 10 giây. Nếu phương pháp này vẫn không hiệu quả, chuyên gia về sức khỏe, bác sĩ Stanley cho rằng yếu tố quan trọng nhất khi muốn ngủ ngon là tâm trí phải được thư giãn. Để ngủ được, bạn cần làm tốt 3 điều. Một phòng ngủ có lợi cho giấc ngủ, một cơ thể thoải mái và quan trọng nhất là một tâm trí yên tĩnh. Bạn không thể ngủ nếu tâm trí vẫn đang chạy nhảy khắp nơi. Cuộc sống hạnh phúc, 17 cách làm giảm mỡ máu tự nhiên, chỉ cần ăn uống lành mạnh là đủ. Đây là những lời khuyên ăn uống lành mạnh có thể giúp bạn giảm mỡ máu, từ đó giảm nguy cơ nhồi máu cơ tim và đột quỵ. Thứ nhất, giảm các chất béo bão hòa. Bạn nên sử dụng các loại dầu thực vật trong nấu ăn, hạn chế các món chiên xào nhiều dầu mỡ, mà thay vào đó là các món luộc, hấp, vừa thanh mát và hạn chế mỡ máu. Thứ hai, ăn ít thịt. Thay vì ăn thịt như một món chính, thì hãy độn một ít thịt vào chế độ ăn uống của bạn. Cắt bỏ mỡ và da từ thịt và da cầm, tránh các chất béo từ thịt bò, thịt heo, cừu. Thay vào đó là các loại thịt nạc, cá hoặc thịt da cầm trắng không da.
khi ăn bên ngoài nên chọn một phần ít thịt, ăn chay hoặc các món ké. Thứ ba, tránh thực phẩm nhiều cholesterol. Cholesterol có nhiều trong lòng đỏ trứng gà, nội tạng động vật, vân vân. Vì vậy, bạn nên hạn chế ăn những thực phẩm này để tránh hấp thụ thêm cholesterol và làm tăng mỡ máu. Thứ tư, lựa chọn các loại sữa ít béo. Nên tránh các chế phẩm có chứa sữa hoặc kem có hàm lượng chất béo cao, mà thay vào là các loại sữa ít béo hoặc không béo càng tốt. Thứ năm, tránh dầu cọ và dầu dừa. Tuy dầu dừa và dầu cọ cũng là dầu từ thực vật, tuy nhiên trong hai loại dầu này lại có chứa chủ yếu là chất béo bão hòa. Nếu sử dụng nhiều sẽ có hại cho sức khỏe, làm tăng mỡ máu. Vì vậy, người bệnh máu nhiễm mỡ nên tránh hai loại dầu thực vật này, có thể dùng dầu cải, dầu đậu nành, ô liu, vân vân. Thứ sáu, chú ý các món ăn nhẹ. Cách giảm mỡ máu hiệu quả là bạn nên chọn những đồ ăn nhẹ, ăn vặt ít chất béo, chủ yếu là nên ăn trái cây, đặc biệt nên tránh dự trữ các thực phẩm làm sẵn có chứa nhiều chất béo bão hòa hay chất béo chuyển hóa. Thứ bảy, tăng cường carbohydrate và chất xơ. Hãy tăng cường các sản phẩm chứa nhiều chất xơ và ít calo từ rau, củ quả, các loại đậu, vân vân. Đặc biệt, các loại này có chứa nhiều chất xơ hòa tan, có thể làm giảm đáng kể mỡ trong máu. Thứ 8, ăn cá tăng cường omega 3, giảm mỡ máu hiệu quả. Mỗi tuần nên ăn từ 2 đến 3 bữa cá, vì trong thực phẩm có chứa nhiều omega 3, omega 6, giúp tăng cường sức khỏe, ngăn ngừa bệnh tim mạch hiệu quả, đồng thời cũng hỗ trợ cải thiện mỡ máu cao. Thứ 9, ăn vừa phải các loại hạt. Các loại hạt có liên quan đến giảm nguy cơ bệnh tim mạch. Các loại hạt có nhiều protein, có lợi cho sức khỏe nhưng lại chứa nhiều calo, ăn nhiều có thể gây tăng cân. Thứ 10, hạn chế rượu bia. Đặc biệt là cánh đàn ông nên chú ý điều này. Nếu uống vừa phải rượu bia có thể giảm nguy cơ bệnh tim mạch, cao huyết áp. Còn nếu uống nhiều sẽ gây hại cho cơ thể, nguy cơ mắc nhiều bệnh tật khác. 11. Vận động hợp lý. Bạn nên tích cực vận động thật hợp lý, thường xuyên tập thể dục thể thao. Đây vừa là cách nâng cao sức khỏe, vừa là cách giảm mỡ máu hiệu quả. Đừng tự cho phép bản thân nghỉ ngơi quá nhiều trong khi mỡ trong máu vẫn tăng cao. 12. Ăn khoai tây. Khoai tây là thực phẩm giảm mỡ máu rất tốt. Theo nghiên cứu của Đại học Granton, Hoa Kỳ cho thấy, khoai tây là nguồn cung cấp tuyệt vời các nguyên tố vi lượng có lợi cho sức khỏe. Do hàm lượng chất béo trong khoai tây thấp, ít calo, dầu dinh dưỡng, nhiều thành phần chống oxy hóa, nên ăn khoai tây thường xuyên có thể giúp bảo vệ tim, hạ huyết áp hiệu quả. 13. Nước cam quýt giàu kali và vitamin C giúp giãn nở thành mạch, làm giảm áp lực lên thành mạch máu. Chăm chỉ uống nước cam sẽ bổ sung lượng vitamin C cần thiết cho cơ thể, giúp tăng cường sức đề kháng. 14. Tỏi. Tỏi giàu sulfite giúp giữ cho cơ thể ổn định được enzyme, tránh được tăng huyết áp. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng một số người thường xuyên ăn tỏi sẽ có mức huyết áp ổn định và thấp hơn những người không ăn tỏi. Việc duy trì ăn 2 đến 3 nhánh tỏi hàng ngày chính là cách giúp ổn định mỡ máu, ổn định huyết áp rất tốt. 15. Các loại đậu. Các loại họ nhà đậu đều chứa nhiều protein, chất dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể, trong khi hàm lượng chất béo thấp. 16. Táo. Dầu chất xơ hòa tan có thể kết hợp với dịch mật, có chức năng tương đương như miếng bọc biển, hút các cholesterol dư thừa, giúp giảm mỡ máu hiệu quả. 17. Bí ngòi. Do chứa nhiều vitamin và các nguyên tố vi lượng, đặc biệt là hàm lượng kali phong phú, nên đây chính là thực phẩm lý tưởng giúp hạ mỡ máu hiệu quả. Cuộc sống hạnh phúc, 9 lý do thuyết phục bạn dậy sớm mỗi sáng. Dậy sớm giúp bạn có đủ thời gian để tỉnh táo, đưa ra các quyết định tốt và tăng cường trao đổi chất, hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Bạn có đủ thời gian để thực sự tỉnh táo. Ngay cả khi tắm nước lạnh hay uống một cốc cà phê,
bạn vẫn không thể cảm thấy hoàn toàn tỉnh táo khi thức dậy quá muộn. Theo quán tính của giấc ngủ, cơ thể sẽ mất từ 2 đến 4 tiếng để thực sự thức tỉnh. Trong thời gian này, khả năng ghi nhớ, phán đoán của não bộ bị hạn chế. Nếu ngủ dậy muộn, bạn có thể mất cả buổi sáng không làm việc hiệu quả. Chất lượng giấc ngủ tốt hơn. Các nhà khoa học đã chỉ ra rằng những người thức dậy sớm có chất lượng giấc ngủ tốt hơn những người thức dậy muộn. Những người ngủ muộn, dậy muộn có xu hướng mắc chứng rối loạn giấc ngủ cao hơn. Bên cạnh đó, họ cũng không có được giấc ngủ ngon dù ở trên giường lâu hơn những người dậy sớm. Không cảm thấy sợ hãi khi phải thức dậy. Thức dậy ngay ở lần chuông báo thức đầu tiên sẽ giúp bạn thấy sảng khoái, thoải mái hơn. Việc để báo thức kêu thêm vài lần mới dậy không khiến bạn có giấc ngủ dài hơn, mà chỉ làm gián đoạn chu kỳ giấc ngủ, khiến bạn thức dậy mà đầu óc kém tỉnh táo, cơ thể mệt mỏi và cảm giác buồn ngủ đeo đuổi đến tận cuối ngày. Giúp bạn có vóc dáng đẹp hơn. Việc ngủ nướng không chỉ làm phá vỡ chu kỳ giấc ngủ mà còn gây rối loạn trao đổi chất, làm gia tăng tỷ lệ béo phì. Thay vì ngủ thêm 10 đến 15 phút, hãy thức dậy, dành khoảng thời gian đó để vận động nhẹ nhàng, bạn sẽ có được vóc dáng cân đối. Bớt chần chừ khi đưa ra quyết định. Nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng những người thức dậy muộn thường chỉ có thể tỉnh táo, đưa ra quyết định dứt khoát vào buổi tối. Những người dậy sớm sẽ dành thời gian buổi tối cho giấc ngủ và dành buổi sáng để giải quyết những việc quan trọng. Hãy rèn luyện bản thân để thức dậy sớm làm việc, bạn sẽ có buổi chiều, tối thanh thản hơn. Bạn thấy năng động hơn. Những người thức dậy sớm có động lực và năng lượng để làm việc tốt hơn những người dậy muộn. Nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng, bằng cách dậy sớm, những người này có đủ thời gian xác định mục tiêu ngắn hạn, dài hạn, sắp xếp công việc và thực hiện nó theo cách tối ưu. Học tập tốt hơn. Những người dậy sớm có kết quả học tập tốt hơn. Dậy sớm giúp bạn đi học, đi làm đúng giờ. Nhờ đó, kết quả học tập, làm việc cũng tốt hơn. Tạo được nhiều thói quen tốt. Thức dậy muộn là hệ quả của nhiều thói quen xấu như thức khuya, tiệc tùng thâu đêm hay uống quá nhiều cà phê. Thức dậy sớm giúp bạn học được cách từ chối những hoạt động kém lành mạnh, có đủ thời gian ăn sáng và nghỉ ngơi. Bạn sẽ thấy hạnh phúc hơn. Trạng thái tâm lý và cảm giác hạnh phúc chung của một người phụ thuộc vào thời điểm ngày của họ bắt đầu. Theo các nghiên cứu, những người thức dậy sớm có trạng thái cảm xúc ổn định hơn. Những người đi ngủ muộn và thức dậy vào buổi trưa có tâm trạng thay đổi và dễ mắc bệnh trầm cảm hơn. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe. Các bạn nhớ like và subscribe kênh của mình nhé. Xin cảm ơn các bạn.